Mạng không quay được này. Em vắt lại nhá mọi người ơi. Vắt lại nhá. Chơi game một tí nó mới lên được view. Facebook cái điểm sao cứ giảm giảm tương tác khó chịu dã man. Cắt con mẹ cái ấy đi. Chị mua đấy chủ yếu cho Hà ấy. Quay cửa hàng ấy, cho tự tin ấy. Hà ấy chán chứ còn chị thì quá 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 quen à. Nơ chất dạ size 35 Anaha. Nhưng mà đôi này làm gì có 35. Đôi này còn 37 thôi, đừng có 35 đâu. Nơ này cũng đẹp. Vất mạng. Mạng bắt đầu giật hết, giờ này nhiều người dùng mà. Cái trên chung cư rồi này. Mạng bị giật á. Nhà chị dùng buổi tối xem phim cũng giật tung. Nhất là xem bằng tivi. Anh còn đến giờ này vẫn chưa về, chả hiểu đi đâu. Này, mạng mờ lắm. Mờ lắm luôn. Hay nhiều máy bắt mạng quá nhở. Chị bật 3G ấy. Ôi chị bật 3G tập này còn kém hơn ý. 3G khỏe mấy. 3G của chị có như mấy đứa đâu. Toàn tốc độ cao. Ba g nó chỉ quan trọng là còn tốc độ đang cao hay không thôi. Có thấy Nguyễn Linh Linh đấy, lại có đôi bệt chị thế luôn. Có 39 nhá mọi người ơi, size nào cũng có luôn. Mạng mờ quá nhở. Mờ quá chị ơi, thấy chưa. Chán thế nhở, mạng làm sao ấy. Laptop thử tắt hết rồi mà. Mờ lắm luôn này, xem 3G cũng mờ này. Giật giật chả xem được gì. Mạng kém quá mọi người, có xem được không? Cứ mất mạng liên tục thôi. Đang phát thì gián đoạn. Cái livestream trước còn nét, mờ quá. Giật tung đi. Giật thật, mạng làm sao á. Hay là chụp ảnh cho mọi người nhá, hay chụp ảnh bán lẻ sai nhá. Chụp ảnh bán lẻ sai đi, bởi vì mạng không xem nổi luôn. Mạng giật lắm luôn. Hay bây giờ chụp ảnh áp ảnh mọi người vào xem ảnh. Chốt đơn cho nhanh. Đôi đen nơ mũi vuông kia. À, đôi này size 37 chị ơi. 37 đôi này quá đẹp rồi, đôi này hàng siêu phẩm luôn. Size 37 nhá chị nhá. Bây giờ mấy đứa chụp ảnh như thế, lọc hết. Cứ còn ít mà, lọc hết đôi nào giống nhau xong rồi. 36 ở 39 thì mình lấy nhé. Lá nào à? Mờ lắm này, chả xem được ý, chả xem được ý. Thôi thì thôi, bây giờ chụp ảnh mọi người vào chốt đơn qua ảnh cho em nhá, em áp ảnh nhá, áp ảnh trên page nhá. Ngồi chịu khó chụp ảnh một lúc vậy. Nha mọi người nhá, chốt ảnh nhá. Mọi người vào xem ảnh đi. Mờ thế, thấy chưa? Mờ lắm, không xem được.